Nè các cậu ơi, tớ chẳng thích chuyến dã ngoại cùng trường chút nào hết trơn trời á. Là ai nghĩ ra vậy? Là sao? Các thầy cô bắt buộc phải tham gia hả? Đúng vậy Diana, có hai lớp đi cùng các đó. Các cậu à, tưởng tượng có được không? Chúng ta lớn bằng tuổi này rồi mà cũng phải đi theo cặp nữa. Mình không hiểu sao hai lớp phải đi ghép với nhau nữa chứ. Để làm cái gì? Nhưng đi mai thật may đấy. Cậu ấy không phải đi vì cậu ấy bịa ra một lý do hoàn hảo, cho nên thầy cô cho phép cậu ấy được ở nhà chơi rồi kìa. Còn bọn mình thì phải bắt theo cặp kìa. Cậu mở cửa nhanh lên đi. Mở cửa cho mình. Ai vậy kìa? Ai tới vậy? Nastya, cậu không đi học quá hả? Cậu cũng đi dã ngoại sao? Ờ chào Dana, tớ đang đi đến trường. Cụ thể hơn là đang trên xe buýt. Thì nhìn qua cửa xe thấy Dima đang đứng cạnh một cô gái luôn á. Cô gái đó đưa cho cậu ta một cái danh thiếp. Cậu ta cầm danh thiếp rất gần với cả cậu biết không? Dima không đi dã ngoại vì cậu ta hẹn hò rồi. Nastya, cậu chắc chứ? Có phải cậu hiểu lầm không? Dana, cậu nghĩ là tớ còn lạ Dima nữa hả? Cậu ta cười rất ngọt với cô ấy và cầm cái danh thiếp lại rất gần. Chắc chắn là đi hẹn hò rồi. Được rồi, Nastya vào trong nhà nói. Các cậu à, có biến rồi nè. Nastya, nói cho các cậu ấy biết giùm mình đi. Không Dana, cậu nói đi. Khi Nastya đang trên xe buýt, cậu ấy nhìn thấy Dima đi cùng một cô gái kìa. Hơn nữa nè, Dima cười rất là ngọt ngào với cô ấy, khủng khiếp lắm luôn. Cô ấy còn đưa danh thiếp cho cậu ta cầm nữa nè. Gigi, cậu nghe thấy chưa? Tôi biết tại sao Dima không đi dã ngoại rồi. Cậu ta đi hẹn hò thay vì đi dã ngoại đó. Không có gì là bất ngờ cả. Vậy nên là chúng ta sẽ hủy chuyến dã ngoại lần này. Chúng ta phải đi tìm Dima mới được. Tớ muốn gặp cậu ấy tận mặt để xem cậu ấy đi với ai. Rốt cuộc cậu ấy làm cái gì với cô ấy? Tớ phải chỉnh trang lại mới được. Các cậu à, Dana không gặp may trong mối quan hệ với Dima rồi. Tiếc cho Dana quá. Cho tớ mượn thỏi son với cái chuốt mi của cậu đây Nastya. Chuốt mi của cho cậu này đi. Son môi này. Các cậu ơi, nhanh lên nào, lên cái xe hồng nha. Cậu không gặp may trong mối quan hệ với Dima ha. Cậu ta làm tổn thương cậu nhiều thế mà cậu vẫn tha thứ. Các cậu à, đúng Dima rồi đó. Vẫn chẳng là Dima thôi. Ngạc nhiên cả. Lên xe đi nào, nhanh lên đi thôi. Các em làm cái gì thế? Giúp đỡ nhau đi chứ. Đây là chuyến dã ngoại mà. Có muốn đi ngắm cây thông Giáng sinh với cô hay là không đây, hả? Alo, các bạn khác đâu? Cô đã nhắc đến đúng giờ rồi còn cái gì nữa? Để cô gọi thử xem. À Tim à, chúng ta thật cậu. Chúng ta đến đầu tiên. Cô ơi, cho Marisa 2 điểm F đi ạ. Em đến đâu rồi hả? Cô đã dặn là không được đến muộn mà. Sao chúng ta lại đi dã ngoại vậy? Marisa, cậu sao vậy? Ở đó sẽ có cây thông Giáng sinh và cả đi xe đạp nữa. Ồ, Patrick, cậu chuyến sao vậy? Chuyến đi bắt đầu lúc 8 giờ sáng mà tớ lại ngủ quên mất. Thì ngủ quên chứ bộ, nhưng sao cậu lại đi bộ đến? Được rồi, đi thôi. Cô đã gọi tớ và hét vào điện thoại là cô sẽ cho bọn tớ điểm được F. Được rồi, đi thôi. Bây giờ đến đủ rồi ha. Em đã đi đâu? Hai em đi cùng nhau hả? Nếu không cô sẽ ghi điểm thấp đấy. Mình đi cùng ai được bây giờ? Xếp theo cặp đi, mau. Một nam, một nữ. Xếp lại nhanh giùm cô. Vậy, đơn giản thôi. Đơn em giản không thôi đồng ý. Bộ. Marisa, cậu nắm tay tớ được không? Nhanh lên, nếu không cô sẽ mắng đó. Tất cả nghe đây. Bây giờ cô sẽ giải thích các biển hiệu. Nếu cô dơ cái này nghĩa là gì? Khởi hành ạ. Khởi hành ạ. Khởi hành ạ. Rồi, không tệ. Còn cái này nghĩa là gì nào? Cái này... Chúng em rõ rồi ạ. Chúng em rõ rồi. Khi cô dơ bảng khởi hành, khởi hành đó, cô dơ dừng lại, lập tức dừng lại. Rõ chưa hả? Có hiểu chưa? Chúng em rõ rồi ạ. Và bây giờ... Khởi hành. Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy đâu. Không bao giờ đúng tha thứ. Đúng vậy Diana. Nói với cậu ta tạm biệt đi ma. Cậu ta không xứng với cậu đâu. Không Diana. Nói với Dima là biến khỏi đây đi. Chúng tớ ta không hẹn hò nữa. Tớ sẽ nói như vậy với cậu ta. Cậu ta phải biết rằng cậu ta đã thua cuộc. Ngày khỉ gì thế? Chẳng có chiếc xe nào hết. Mọi người đi tiệc hết rồi hả? Sao không thấy ai hết vậy? Ở kia có một chiếc xe kìa. Dừng lại. Cảnh sát đây. Dừng lại. Xin mời mọi người hãy xuất trình giấy tờ của mình đi. Ôi trời, không Julia à. Chúng ta bị bắt dừng xe nên làm gì? Diana, cậu có giấy tờ không? Không các cậu ơi, tớ để quên ở nhà, mất tiêu rồi nè. Diana, mọi thứ cản trở chúng ta, khéo không bắt tận tay được đi xin ma chào, mất. Chúc mừng đã mới, các cháu đi đâu thế hả? Chú cảnh sát, đừng làm chậm trễ chúng cháu. Chúng cháu phải đi bắt tận tay bạn trai dạ, cháu đó chú. Dạ đúng rồi á, bạn trai của cháu thế đó. Ngắn gọn là khi bọn cháu chuẩn bị đi dã ngoại thì cậu ta đi hẹn hò với người khác thôi. Chú cảnh sát, bạn trai cậu ấy là một người rất là... đồ tồi. Đồ tồi đó. Đồ tồi. Xin chia buồn nha. Bạn trai cháu là một tên tồi đó. Đi an toàn nha. Xin mời. Dạ.
Yeah, trời, chú cho đi rồi kìa. Cháu cảm ơn chú nha, chào chú. Chú cảnh sát thật tốt bụng đó, Diana. Ồ, tốt bụng thật. Các cậu chú ấy tốt bụng quá ha, nhưng có gì là lạ. Chú ấy không kiểm tra giấy tờ của cậu. Ôi không, quên kiểm tra giấy tờ của cô bé ấy rồi. Ôi trời ơi. Các cậu ơi, nhìn kìa, một người đang bế con kìa. Cho cô ấy đi nhờ đi, Diana. Các cậu không biết là không nên cho người lạ lên xe của mình hả? Ta không tới chỗ của Dima được nên cứ tiếp tục thế không này đâu. Tớ nghĩ là nên cho cô ấy đi nhờ xe chứ. Bên ngoài trời rất là lạnh mà cô ấy còn phải bồng con nữa kìa. Ồ, bé Phil, cuối cùng có người dừng lại rồi kìa. Cô đi đâu thế hả cô? Cô đang tới chỗ cây thông Giáng sinh để cho bé nhà cô ngắm. Diana, đi hướng đó đi, cũng tìm Dima ở đó mà. Nhanh lên, đi tìm bạn trai cậu ấy đi, nhanh lên đi. Chúng ta nhất định phải bắt cậu ta tận tay mới được. Được rồi, nhanh lên, nhanh lên. Sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi nào, các bạn. Chúng ta không nóng, không lạnh, chúng ta đang đi tới cây thông Giáng sinh. Ai có hành vi đúng mực sẽ được chụp ảnh cùng với Cây thông Giáng sinh bảo vệ Noel. Dừng lại. Bởi vì kính của cô bị mờ nên cô không nhận ra sớm hơn rồi. Gigi Aseva, Julie, Gigi và Nastya đâu? Cậu ấy xin phép dạ, không đi tới chỗ cây thông Giáng sinh đi. Em không muốn phải đứng đây đợi. Không phải, chỉ đi mà xin không đi. Các cậu ấy có xin đâu chứ. Chắc các cậu ấy đi muộn rồi đúng à. Đúng thế, cô sẽ cho mấy đứa ấy điểm ép luôn. Không thể tha thứ. Xuất phát, tới cây Giáng sinh. Xuất phát, tới cây Giáng sinh. Diana, cẩn thận đó, có người qua đường kìa. Ôi trời, không, trở ngại khắp nơi. Cứ như thế này chẳng thể tới chỗ đi ma kịp rồi. Dừng lại, các em phải sang đường. Các em cẩn thận đó nha, đừng có vội. Xe cộ đang dừng hết rồi đó. Tệ thật, có trời muốn ơi, bạn lớp mình thật, với cô giáo kìa. Làm sao mà lại gặp họ được, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi. Các cậu, hạ thấp đầu xuống, thế thì họ không nhận ra đâu. Diana, cậu không bắt tận tay đi ma được mất. Không được đâu. Thế đó, chúng ta gặp bao nhiêu trở ngại rồi. Gigi, che cái đầu của cậu để không ai nhận ra đi. Các em hay lắm, các em đang trêu ngươi cô hay sao vậy hả? Tatiana, Petrona, cậu biết vì sao vậy mọi người nhăn nhó không? Ai trên xe hay không hả? Zaseva đó. Julie kìa. Gigi và Nastya. Cái gì chứ? Gigi, Nastya, đây là việc của những người trốn hả? Dạ, em xin chào cô ạ. Bọn em không có thời gian để giải thích với cô. Em sẽ giải thích khi về trường nha cô. Diana, nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ mất đó. Nhanh lên đi, Diana. Gigi, cô sẽ nói chuyện với em khi về đến trường. Các em, đi theo cô. Dima sẽ gặp rắc rối khi về trường đó. Julie, Nastya và Gigi nữa. Các cậu ơi, khi về đến trường cô sẽ giết Diana, chúng ta. Diana, bình tĩnh nào. Mình sợ lắm luôn. Chúng ta phải tìm và bắt tận tay Dima. Các cậu nhìn đi, Dima kia kìa. Các cậu, chúng ta muộn rồi đó. Dima đang ngồi có một mình thôi kìa. Dima đang đợi xe ở điểm bus đó. Các cậu à, bị muộn rồi đó. Có một mình cậu ấy thôi à. Buổi hẹn hò kết thúc rồi. Được rồi, mình sẽ cho cậu ta thấy một buổi hẹn hò thật sự. Phải rồi Diana, cậu phải nói chuyện với cậu ta đi. Cậu nhớ dạy cho cậu ta một bài học đó nha. Chờ đã, Dima, Dima. Dima, Nastya nói với cậu là cậu đi hẹn hò với cô gái khác, có phải không? Sao? Cậu thích danh thiếp của cô ấy. Cô ấy đưa nó cho cậu chưa? Cậu suốt ngày gọi điện cho cô ấy chứ còn gì nữa. Dima, cậu là một tên khốn. Dima, cậu có biết hay không? Tôi muốn nói với cậu là từ giờ phút này chúng ta không còn là một cặp đôi nữa đâu. Chắc chắn đấy, cậu có biết không? Đó là do cậu bỏ chuyến dã ngoại trước. Bọn tôi lại bị cảnh sát bắt dừng xe lại. Rất nhiều vấn đề xảy ra, tất cả do cậu hết. Thế đó. Nhưng cậu biết cậu phải thực sự chia tay với ai không Diana? Với mấy người bạn của cậu, bởi vì họ nói dối cậu. Tớ gặp một cô gái vì cô ấy làm quà giúp cho tớ. Cậu có nghe không hả Diana? Cô ấy làm quà tặng cậu ta kìa. Thôi đủ rồi. Các cậu đang hạ nhục tôi. Cô ấy làm món quà ấy vì tôi nhờ cô ấy làm cho cậu đó Diana. Dima, thôi đi, đừng có mà nói dối bọn mình. Cậu không đời nào đặt quà. Các cậu đợi đã, Dima, cậu thật sự đi đặt quà cho mình đó hả? Đúng vậy Diana, khi nào chúng ta đủ trưởng thành tớ sẽ cưới cậu. Dima, cậu không đùa mình đó chứ. Diana, nhìn đây, nhìn tớ nè. Dima. Diana, đây là cậu. Thật sao hả Dima? Dima, cậu lãng mạn quá. Những đứa con của chúng ta, một trai và một gái. Dima, nhưng mà tớ vẫn chưa nghĩ đến kết hôn đâu. Chuyện này còn quá sớm mà. Các cậu, nhìn Dima đi, thật tráo trợn đó. Không phải dùng từ ấy. Các cậu thấy không,
Diana sắp tha thứ cho Dima rồi kìa. Chắc cậu ấy sẽ sớm tha thứ rồi lại quay về bên cậu ta thôi à. Diana, cậu thích món quà không? Mình cũng đã lấy danh thiếp của cô ấy và đặt cho cậu một chiếc túi màu trắng mà cậu hằng mơ ước. Dima, cậu thật là lãng mạn quá đi. Cậu thật hoàn hảo. Julie, nhìn kìa. Đây là tớ và Nastia. To nhất là cậu. Chà, chúng mềm mà mình nó đây nè. Cậu nhìn đi. Nè, đẹp quá đi ha. Ồ, đẹp thật. Các cậu đừng chạm vào món quà mà. Đó là của Diana mà. Các cậu à, dừng lại đi. Đưa quà cho tớ và những cái khác nữa. Đưa đây. Đừng có đụng vô. Của cậu đây. Cầm lấy đi, Dima. Đưa đây. Của cậu đây nè. Được rồi, Dima, lên xe đi. Của cậu. Chúng ta cùng đi thôi nào. Lấy đi. Đứng đây cậu sẽ bị đóng băng đó. Cậu mà đợi á, trăm năm nữa xe buýt mới đến đón cậu. Diana, tớ có thể làm bất cứ điều gì Dima, cho cậu. Dima, lại đây đi nào. Mình dành tặng cậu một nụ hôn.